Chào thầy và các bạn, em tên là Phan Đình Thục. Hôm nay em xin làm bài tập số 12 điều khiển động cơ DC như video hướng dẫn. Đầu tiên chúng ta phải mô phỏng rotor. Reset. Nhóm start
bằng 20. Thì mình mô hình mô phỏng của em Fable và Tết để viết xong. Thì đây là nhóm reset cho anh với giá trị là 20 MHz. Nút nhấn start, stop, nút nhấn up, nút nhấn down. Đây là con BWM ký hiệu là L298. Thì nó chuyển công dụng của nó là chuyển điện này sang 12V để cung cấp cho motor, cho motor nó chạy. Thì chân RC2 thì nó nhóm nó ghép, nó gắn với lại chân IN1 để nói xuất ra BWM. Trong RC3 nó với IN2 để đảo chiều động cơ theo chiều thuận, và trong INA thì nói với RC7. Về phần output thì output, một đầu output thì nói với pin và một đầu thì nói với motor. Và xuất hiện 4 con diode. Tiếp theo là đến phần tỉ lưu đồ. Thì lưu đồ em đã viết sẵn. Thì đầu tiên chúng ta bắt đầu khai báo thư viện, cấu hình cực chân, khai báo biến. Sau đó chúng ta set up cái BWM và timer 2. Và các nút nhấn thì một cái nút nhấn up, start và down. Nút nhấn up thì nó cắt tốc độ, thì cắt tốc độ nó lớn 10. Một thì cắt tốc độ nó sẽ bằng 10. Và nếu nhấn up thì cắt tốc độ nó sẽ tăng lên một cấp tốc độ. Nhấn setup thì TTDC là dừng động cơ thì cắt tốc độ bằng 0, và chạy được động cơ thì cắt tốc độ bằng 1. Và nút down thì tương tự nút up nhưng cắt tốc độ nó bé 1, cắt tốc độ bằng 1, và cắt tốc độ giảm một cấp tốc độ. Sau đây em xin trình bày phần code. Thì code của em đã viết sẵn. Thì đầu tiên chúng ta khai báo con BC16F887.h. Thật anh thì dùng 20MHz. Và các nút nhấn như up thì nói với bọn B0, down thì nói với B1, và start, stop thì nói với B2, enable thì nói với C7. Như hình mô phỏng mình đã vẽ, mình đã giải thích. Và khai báo biến cấp độ, cấp tốc độ và trạng thái động cơ thì khi mà cấp trạng thái động cơ bằng 1 thì cấp tốc độ bằng 1. Và tương tự cấp tốc độ bằng 0 thì trạng thái động cơ bằng 0. Về nút nhấn up thì cấp tốc độ, khi nhấn up thì cấp tốc độ sẽ bằng cấp tốc độ cộng cộng cộng, thì nó giới hạn nó tới 10. Nếu mà lớn hơn 10 thì cấp tốc độ sẽ bằng 10. Tương tự đó là nút down thì nó là bằng cấp tốc độ trừ trừ cấp tốc độ biến 1 thì cấp tốc độ nó sẽ bằng 1. Và đây là chương trình chính, đó là khai báo các bộ C, bộ B. Output lao thì C3. Timer 2 đó là cái này. Cấp tốc độ bằng 0, trạng thái động cơ bằng 0, cấp tốc độ bằng 0. Và có một BWM 1 gì duty cấp độ D0. Sau đây em xin mô phỏng trên router. Một cái bài xong,
đấy mà. Ở đấy. Bạn nó ra nó đi về mà. Nó bị bắn rồi không có ra. Cái con ở cái con. Cơ chạy nhưng ấp tầm hơn một ô đào stop.